Cho dù là lợi dụng dòng, cô cũng nên biết tôi ở vị trí nào, cô là ai. Cô dám cương với tôi hả? Mẹ của kìa, vậy mà nói mẹ con không thương con. Chú, hay mình trốn cho mẹ con lo chơi đi. Ừ, vậy trốn. Thôi kệ đi, mẹ con đâu có thương con đâu. Trốn đi cho mẹ con lo chơi ha, trốn đi. Thôi, nhìn mẹ con đau tội lắm. Thôi nghe lời chú đi, trốn đi cho mẹ con lo chơi ha, vậy ha. Mẹ, bỏ con xuống, bỏ con xuống. Mẹ Thảo, mẹ bị chảy máu rồi kìa. Chào cô, lâu quá không gặp. Cô và anh sống rất tốt. Chẳng như tôi, chỉ biết hủy hoại bản thân mình. Đó là sự lựa chọn. Không, tôi làm gì có quyền lựa chọn. 8 năm trước, tôi đã muốn yên thân yên phận bên cạnh con trai của mình. Nhưng mà có kẻ nào đó muốn đẩy tôi vào tù. Tôi không có quyền lựa chọn. Rốt cuộc thì cô muốn cái gì? Trả lại con cho tôi. Không những tuồn hàng trong công ty ra ngoài, còn có hệ thống sản xuất và phân phối riêng. Chồng nhân, cáo còn không ranh bằng ông. Có khi nào chính ông đã nhiều lần hất tay chân của những thiết kế mới ra lò của công ty Tối Như? Ông thâm hơn tôi nghĩ nhiều. Ông không những chơi hèn với gái mà với cả những người tin tưởng và trọng dụng ông nữa. Kẻ phản quân dương